xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc lộ clip người trong ekip Thủy Tiên quát gạt đi khi người dân nán lại đếm tiền từ thiện, người đàn ông nán lại đếm xem số tiền được Thủy Tiên hỗ trợ là bao nhiêu. Nhưng thanh niên thuộc ekip của ca sĩ nhanh chóng quát tháo và gạt đi trong những thị phi xung quanh chuyện phát tiền từ thiện của Thủy Tiên. Ngoài những điểm bất thường về số tiền cứu trợ, thái độ của cô và ekip cũng được bàn tán nhiều. Nhiều người cảm thấy bất bình trước cái tay hư của Thủy Tiên vì cô chỉ trỏ vào mặt người già. Cũng có người soi cô hay nói trống không, ekip của Thủy Tiên cũng lộ ra lời nói ứng xử bị cho là không đúng mực, kém tôn trọng người dân. Điển hình là clip một người phụ giúp cô phát tiền đã quát tháo, kéo tay người nhận tiền từ thiện. Có thể thấy trong clip Thủy Tiên phát tiền cho một thanh niên trẻ, người đàn ông mặc áo dằn di trong ekip Thủy Tiên, người làm nhiệm vụ thu phiếu quà đã có phản ứng. Thấy thanh niên có vẻ nấn ná, đứng lại để kiểm đếm tiền, người này đã cau mày, miệng quát đi đi. Đếm chi nữa, tay đẩy nhanh thanh niên kia khỏi dòng người. Sau đó, anh ta còn lườm nguýt cau có sau lưng thanh niên nọ. Hành động này bị dân mạng cho rằng không nhã nhặn, cáu kỉnh, vô lý. Việc người dân đếm lại tiền sau khi nhận là hoàn toàn bình thường, không đáng để bị quát. Người làm từ thiện chứ không phải là bố thí, từ người chủ xướng đến đội ngũ hỗ trợ nên hòa nhã thì hơn, một người bình luận. Tuy nhiên, nhóm khác lại nêu ý kiến trái ngược, tưởng tượng mỗi người nán lại 10 giây thì cuộc phát tiền sẽ kéo dài đến đâu. Sức người có hạn, người ta cũng không toàn vẹn được. Thực ra khi đó có người đếm sẵn tiền, đếm đủ phần Thủy Tiên chỉ việc phát thì chắc sẽ đỡ lằng nhằng hơn cầm cả cọc tiền rồi đếm đếm từng tờ như thế. Việc Thủy Tiên làm từ thiện miền Trung vẫn đang được Bộ Công an điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.